Hello, chào mừng quay trở lại với Trần Văn Tùng và đến với một đoạn đường giữa của Z99 với tướng thủ Z. Ngày hôm nay sẽ là kèo đấu giữa Z cùng với Echo anh em nha. Và cùng xem ngày hôm nay thì Boy 100Z của Hàn Quốc sẽ có một đoạn như thế nào. Let's go. Ok, rất lâu rồi mới làm preview của Z99 cho anh em xem. Thì Ngọc tái hợp kèo đấu với Echo sẽ là sốc điện, vị máu, thu thập nhãn cầu và thời gian tối thượng, bảng phụ lấy ngọn gió, cái thiêu rụi cùng với thăng tiến sức mạnh, sát thương thêm và máu trực tiếp anh em nhé, không phải là máu theo cấp. Kèo đấu gặp một con sát thủ đó là Echo khu đường giữa ha. Để cùng xem là kèo này thì Z99 sẽ xử lý kèo đi đường ra sao, và liệu rằng có phải là game đấu mà Z99 phải gánh team với mức độ hạc co cao hay sẽ là một ván đấu dễ dàng. Tôi vào trong game đấu cho anh em xem luôn nhé. Đây là một game đấu với lobby cũng có rất là nhiều các cái player ở mức rank thách đấu. Có 1, 2, 3, 4, 4, 5. Có Kin nữa. 5 player thách đấu. Còn lại thì đa phần là đại cao thủ. Và để xem xử lý kèo với Echo thì có tip trick gì đó của anh chàng Z99 này hay không. Cũng như là hướng build đồ của Z ở tại thời điểm này. Phiên bản 14.3 thì nó sẽ là những món trang bị tối ưu như thế nào dành cho Z. Chuẩn bị vô anh em ơi, phép bổ trợ vẫn là tốc biến thiêu đốt anh em nha. Một phép bổ trợ, một cách mang phép bổ trợ để các bạn có thể có áp lực solo queue. Nhưng Echo phía bên kia không phải là một con sát thủ yếu. Nó là một con sát thủ AP mà nó có cái chiêu cuối khắc chế khả năng dồn sát thương của Z rất là tốt. Nó cũng có được độ cơ động rất là cao đến từ E. Và việc dồn sát thương vào tướng đối phương với Z thì nó cũng là một điều không hề dễ. Khi mà phía bên kia là một con Echo nó có những kỹ năng cao tờ như vậy. Lượng sát thương Echo trả lại cũng nhiều nữa nha anh em nhé. Quyết định ở món trang bị khởi đầu của Z99 trong ván này nó sẽ là một cái kiếm dài và tái sử dụng. Với lượng trang bị mang ra như thế này chắc là kèo này đánh chiêu chiêu rồi anh em ơi. Khả năng cao là sẽ không có va chạm đầu trận diễn ra quá nhiều. Cố gắng dùng hai cái stack của tái sử dụng để đi đường anh em nhé. Giết Echo phía bên kia mình nghĩ là không dễ tí nào. Cấp một đối phương chủ động đẩy quy dọc đợt lính để đẩy đường nhanh hơn. Rồi, Z99 đã xuống nhạc nên là mình lên in game cho anh em luôn. Đối phương liên tục đẩy quy và hai cú quy dọc đợt lính ở tân lính đầu tiên giúp cho Echo có được đợt đẩy tốt. Không biết lát hit thì như thế nào thôi. Pha cắm mắt và bãi chim ở cấp độ 1 tới từ Echo. Z99 thì chắc là lát hit dưới trụ được tổng cộng là 5 con. Trượt mất 1 con, dính 1 quy. Cú quy vừa để gây sát thương đến từ Echo, vừa để đẩy lính ở tân lính thứ 2. Nhưng mà tân lính thứ 2 này thì Z99 sẽ là người lên level 2 sớm hơn nha. Ok, có level 2. Level 2 để xem sẽ cộng vào E hay là vào đúp. Nhưng mà cả hai con sát thủ thì đều là những con sát thủ cần đến level 3 anh em nhé. Phải là level 3 thì bộ đôi Z cùng với Echo mới có những kỹ năng để PK trực diện. Còn level 2 thì Echo chỉ có thể đẩy đường bằng Q. Và đối phương đẩy đường bằng Q thì lát hit con được con không anh em ơi. Z99 mic đam ở lính dưới trụ. Chưa mất một con cuối rồi. Như vậy là 9 trên 12. Một pha đúp Q chẳng có sát thương đến từ Z99 nhưng mà hình như chỉ trúng một cái. Phía bên kia thì Echo cũng vừa có một nhịp la vào tấn công với lượng sát thương tương đối. Đối phương tiếp tục đẩy quy dọc đợt lính. Áp lực đẩy đường là tốt hơn dành cho Echo. Và Z99 thì đang bị kẹt ở level 2 nha, chưa có level 3. Nhưng mà những pha đẩy đường đầu trận của Echo thì nó cũng chưa mang lại quá nhiều những áp lực dành cho người chơi đi rừng của team Z99 nha. Lát hit dưới trụ tốt nha. Tiếp tục là một pha lát hit dưới trụ tốt nữa đến từ Z99. 16 trên 19. Chưa mất 3 con ở 3 tân lính đầu tiên. Coi như là mỗi tên trừ một con vậy. Phóng phi tiêu trượt. Echo có định la vào nhưng mà chưa kích được nội tại. Echo cũng farm được tầm 18 CS mà thôi, không nhiều lắm. Đường dưới đánh nhau 1 đổi 1. 20 so với 18 CS anh em nha. Bot có double kill cho Varus. Ổn nha, bot vừa có một tình huống trao đổi rất ổn. Đúp E quỳ, đây là hai phi tiêu kích được cả sốc điện tới từ Z99. Một nhịp làm mềm tốt và Echo đang liên tục có những pha spam kỹ năng để có thể đẩy đường. Nhưng qua đó thì đối phương cũng không có kỹ năng để PK, đối phương E lên đánh tay à. Đối phương chưa có Q à, đối phương kích Q thành công với một cái nội tại cực nhiều sát thương tới từ Echo. Và Z99 đã phải đầu tư tới 2 stack của tái sử dụng.
để trụ lại cái lane này. Nhưng đối phương có vẻ như sẽ có định về để TP trở lại. Echo lao lên tấn công đúp E, sau đó thì là một tình huống phóng phi tiêu ngược trở lại. Đối phương đang ở trạng thái năng lượng khá thấp nha, căng nha. Nhưng mà VQ flat thành công, cúc rồi. Yo, dừng đối phương ra ganh với quy tốc biến anh em ơi. Dính cái quy con vi kiểu gì cũng bị nó kích nội tại hết anh em à. Nội tại từ kỹ năng W á. Và sau đó thì Echo đơn giản lao vào vét cái mạng đó. Sau đó thì đợt lính có xe to đẩy vào trong trụ, khiến cho Z99 có lẽ sẽ bị mất đi lượng kinh nghiệm khá khá. Ván này là bị chậm level 6 đấy anh em ơi. Và tình huống này thì khả năng cao là Echo reset xong đó về rồi. Quyết định bỏ qua lính để cản cú bấm B về đến từ đường giữa đối phương nhưng mà không được. Một bất lợi dành cho Z99 với tình huống nằm súng vừa rồi. Mất tốc biến mà vẫn phải lên bả. Mà quan trọng là có Echo nó không mất gì anh em ơi. Trước cấp độ 6 đã gặp những khó khăn rồi. Thì cùng xem là ở level 6 với ngưỡng sức mạnh là dấu tử thần thì liệu rằng Z99 có gỡ được cái gì hay không, do là cái kèo này level 6 Echo nó cũng có chiêu cuối cực kỳ khó chịu ấy. Để bớt sát thương giết nó là điều không dễ dàng tí nào. Echo đã trở lại rồi. Đây là một tân lính để vào trụ và Echo quyết định bỏ qua chỉ số farm để giữ máu á. Đúp E, Q thì sao? Q rất tốt với hai lượt phi tiêu nhưng hai lượt phi tiêu đó đều bị giảm sát thương. Tiếp tục đẩy Q và đẩy đường tay đôi nhưng mà đẩy không lại của Echo phía bên kia rồi. Đây là tân lính xe to thứ 3 và là tân lính lên level 6. Echo level 6 cộng vào chiêu cuối luôn ạ. Pha này thì E Q rất tốt nha. E sau đó Q và không tham đánh tay anh em ơi. Nếu mà tham cái đòn đánh tay vừa rồi là bị con Echo nó kích nội tại là chắc chắn lỗ đam anh em ạ. Đang có cạnh tranh sâu cánh trên thì phải. À đúng rồi, người chơi đi rừng đánh brand trong ván này của team Z99 thì đó là anh chàng Geju anh em nhé. Top 1 thách đấu máy chủ siêu cấp Trung Quốc đang du đấu tại rank Hàn. Đây là một pha kill mất máu cực nhiều rồi, Z99 đã tới. Và sau đó là một pha mạng dành cho Zac chứ không phải là Z99, không có điểm hỗ trợ luôn. Đúp E dấu ấn tử thần và sau đó phi tiêu. Sát thương quá nhiều tới từ 3 phi tiêu khiến cho người chơi đi rừng đối phương lên bảng điểm số. Sau đó rất ngược trở lại kích sốc điện và có mạng thứ hai. Mặc dù lên trễ nhưng vẫn có thể vét được hai mạng. Pha đầu thì hơi tiếc là không ăn được cái mạng của Kim nha. Tên này thì đối phương có TP nên quyết định của Z99 là về đóng thêm trang bị và đi bộ trở ra. Quốc chim dày thường mắt kiểm soát. W đi ra. Ngon rồi, anh em mới vét được hai mạng vừa rồi là rất ngon rồi. Và xử lý cũng là cực kỳ bình tĩnh. Tiết kiệm cái W để dồn sát thương với dấu tử thần anh em ạ. Mạng của Kim thì để đồng đội ăn thôi. Và với quốc chim cùng với cao phiêu thì hiện tại là con Z này bắt đầu có sát thương tương đối rồi đó. Echo thì đang không có chiêu cuối. Và đối phương đang liên tục có những pha đẩy đường. Đúp E thành công rồi này. Phóng phi tiêu hai lượt kích sốc điện, tiếp tục xoay E. Không cho đối phương kích nội tại. Chỉ cho đối phương kích được hai stack nội tại thôi, không cho kích stack thứ ba. Mà chơi hit mà Echo không lấy được stack thứ ba của nội tại thì cũng sẽ bị thiếu đi một lượng sát thương rất lớn để có thể có được những pha win chơi. Mà cái lượng sát thương đến từ Z99 bắt đầu nhiều rồi nha. Mặc dù là chưa có sát lực thôi. Nhưng mà lượng sát thương vật lý cộng thêm từ quốc chim và cao phiêu là tương đối đáng kể. Pha này thì Z99 là người đẩy trước, ăn được 5 con. Con thứ 6 thì phóng phi tiêu ăn thôi. Rất đơn giản. Hai sát thủ thời điểm này không có chiêu cuối, không ai giết được ai. Đẩy đường qua, đẩy đường lại, sau đó di chuyển xuống khu cánh giữa bản đồ. Echo lao vào, W dốn tử thần, phóng phi tiêu. Sát thương nổ đến từ dốn tử thần nó chắc chắn là không đủ để giết Echo vì Echo vẫn còn đó là cú chiêu cuối. R ngược trở lại, sau đó thì là một pha đúp xuống chạy thôi. Đối phương kích được nội tại và sau đó thì lên bảng đếm số mất rồi. Đối phương khoe thông thạo luôn ạ. W đến từ vị trí của Geju. Q trượt đến từ Geju, đẩy E trúng sát thương đốt là không đủ. Còn Echo vẫn xử lý cực kỳ tốt trong tình huống vừa rồi và solo kill được Z99. Nhưng mà brand của Geju gỡ được mạng với tình huống cột lửa cuối cùng. Một pha solo 1-1 mà Z99 đã không đầu tư cái phân thân bóng tối để dồn sát thương ở dạng dồn tử thần. Mà quyết định để cái W lại, chỉ dồn sát thương bằng R thôi. REQ. Sau đó thì Echo hồi máu lại với cú chiêu cuối là cực kỳ nhiều. Kèo này mình nghĩ là khi mà không có thiêu đốt thì cảm giác là hơi khó để giết Echo phía bên kia anh em nhé. Mà đối phương cũng xử lý rất là tốt nữa. Z99 quyết định là đứt chạy trong tình huống vừa rồi xuống cùng hang rồng như đối phương e theo. Và thế là đối phương kích được nội tại. Lái thêm cái Q2 sát người nữa.
khét nha. Echo đánh đến tầm thách đấu Hàn là cũng xử lý cực kỳ ghê nha. Nhờ pha này thì sẽ là một pha mà có Theros đang cố gắng đẩy đường, và đường dưới cũng bắt đầu có một tình huống va chạm diễn ra khiến cho Eri cùng với Varus lên bảng đếm số. Eri support này hệ tư tưởng carry anh em ơi. Đã có Nguyệt Đao, ok, món trang bị đầu tiên, món trang bị lớn đầu tiên của Z99 đã có sau khoảng chừng 9 phút. Tuy nhiên thì cũng đã nằm xuống tới 2 lần sau khi có được 2 mạ hạ gục. Và Echo đang có được lượng chỉ số farm rất ổn, không thua kém so với Z99 quá nhiều, và đối phương lại còn có 3 mạng so với 2 mạng của Z99 nữa. Còn đường trên thì Kin, cái kèo này Kin đang có một con Smolder đang cảm giác là tăng tí sức mạnh hơi nhiều nha. Do là con rác phía bên kia nó không phải là con tướng quá áp lực, nên là con Smolder của Kin đang farm rất thoải mái. Và lần này thì Geju đã lên khu đường trên rồi, đớp EQ, kích giáp Nguyệt Đao, sau đó giật về để giảm đam với pha kích sốc điện của đối phương. Tiếp tục phóng phi tiêu cấu rỉa, nhưng Echo quyết định tạo giáp lượng giữa đồng Quy và Quy dọc đợt lính cùng với những đòn đánh tay để đẩy đường nhanh hơn. Kèo này đến đây thì chắc là thi nhau đẩy đường, sau đó ra minh thôi. Đớp EQ, Quy vẫn trúng. Và đường trên thì đó là mạng dành cho... Ôi, dốn từ thần luôn à. Chiêu cuối đến từ Echo không có sát thương cho tình huống này. Đổi chiêu cuối với đường giữa đối phương. Nhưng mà hết nội năng rồi. Hết nội năng giật về và xử lý con xe to này sau vậy. Đường dưới Varus có mạng. Varus cùng Eri lại có một pha đùa kêu ngược trở lại ạ. Đức lao lên rồi sát thương với Theros, và Echo bay máu ngay lập tức với pha dồn sát thương nhanh vừa rồi. Một pha xử lý rất nhanh tay tới từ Z99 khi mà đức EQ đồng thời điểm và đức 2 lên đánh tay nội tại cũng đồng thời điểm đấy luôn anh em ạ. Có luôn cả khiên trụ này. Và đồng đội lúc này cũng đang đánh cực kỳ hay. Mạng này là mạng bắt đầu giúp cho con Z này tỏ ra trên cơ so với con Echo rồi nha. Lát hit reset rất tốt. Và sau đó thì về nhà với 1.300 tiền. Pha xử lý bớt sát thương rất nhanh tay của Z99 và solo kill được đường giữa đối phương. Quyết định mua giày thủy ngân để lấy thêm kháng phép và khá hiệu ứng. Sau đó thì quyết định xuống đường dưới để đẩy lẻ. Bot Varus cùng với Eri cũng đang có một con Varus rất xanh nha. Cái sức ép đi đường đấy thì Eri cùng với Varus nó vượt trội hoàn toàn so với Midfulton và Maokai. Và bộ đôi đường dưới đối phương lúc này thì có vẻ là hơi ngợp rồi. Sau đợt đẩy này chắc là đối phương cũng ra mít thôi. Xuống đón được một tân lính có xe to. Và cùng xem là sẽ tiếp tục đẩy lẻ đường cánh hay sẽ là một tình huống... Ui, chưa xe to rồi. Hay sao là tình huống tạt ra khu đường giữa liên tục để tham chiến. Với tình huống này thì Z99 có lẽ sẽ cần phải ở lại đường dưới thêm một nhịp nữa. Vì tật lính tiếp theo nó bắt đầu chạm mặt nhau ở khu vực đường dưới rồi nha. Nếu mà đi ra đường giữa mà không có giao tranh là sẽ mất lính đường dưới à? Còn giao tranh diễn ra là chắc chắn mất lính. Đây, về đến nơi thì... đã có 2 con lính chết mất rồi. Lát hit 4 con còn lại. Sau những đợt đẩy thì sẽ có khoảng trống để di chuyển cắm mắt và kiểm soát bản đồ sau. Bắt buộc phải đẩy đường trước anh em nhé. Nhưng mà đẩy đến tân này thôi, không đẩy tân sau. Đẩy tân sau là hơi nguy hiểm. Đường trên đang có đánh nhau rồi. Một khởi đầu cực kỳ xanh xao dành cho bên phía của team Z99. Và rớt thậm chí là bị con rác tanh... À nhầm, không phải là rớt mà là Rakin anh em ạ. Kin cũng đã bị con rác tanker nó solo kill rồi. Thực ra là gần đây là rớt cũng đang spam con Smolder liên tục. Đây là một con Z level 10 với điểm cộng đầu tiên của dấu ấn tử thần. Rồi, có thêm Varus. Có thêm Varus với cú chiêu cuối thì chẳng có cái gì để vi né cái phi tiêu cả anh em ạ. Chắc chắn là 3 phi tiêu vào mồm rồi. Kỹ ác ạ. Chờ cho Varus tới với tình huống QR để phụ đam, và sau đó thì Z99 bớt full combo. Vì chiêu cuối ở level 10 thì cảm giác là đam có thể sẽ không đủ đó. Nhưng mà đứng giữa giao tranh thì Varus gãy rồi. Eri cũng gãy. Zack đã tới với bàn tay co giãn nhưng không biết là có gỡ được mạng hay không. Z99 cũng không còn chiêu cuối để solo cùng với Echo nữa. Chỉ có thể kiểm soát lính và... Double kill đã có cho Midfulton ở khu vực đứng giữa. Trước khi mà Geju di chuyển ra với con brand của mình và gỡ mạng dành cho bên phía của team 2. Hoặc không có chiêu cuối, không solo nha anh em nhé. Mặc dù đã lên cấp độ 11 nhưng không có chiêu cuối thì... cũng chẳng có cách nào để giết con Echo phía bên kia cả.
Chưa kể đối phương cũng đang có người backup nữa. Quyết định đánh con Vi này luôn ạ. Mặc dù không có chiêu cuối nhưng vẫn quyết định đánh. Chắc là có đồng đội ở gần nhưng mà đồng đội không tới kịp rồi. Trở lại đường dưới tiếp tục farm tiếp thôi. Tôi không biết là với cái áp lực đẩy cánh tới từ con Echo thì có cần phải lên thêm kháng phép hay không anh em. Kiểu những kèo như thế này thì sẽ có những ván mà Echo xanh quá chắc là phải lên kiểu kiếm răng cưa. Nhưng mà nếu như Echo đang ở trạng thái bình thường thì mình nghĩ là cái giày thủy ngân này nó đủ rồi. Các bạn cứ lên thêm các cái món trang bị sát lực khác để gia tăng thêm cái tốc độ sốc sát thương đơn mục tiêu. Đúng là Giai 9 chỉ lên một cái giày thủy ngân để đó thôi. Không cần phải lên thêm kiếm răng cưa để phải lên quá nhiều kháng phép làm gì cả. Kin vẫn đang farm rất tốt nhưng mà lúc này thì Kin đang đẩy cao khu đường trên và bị Zack tiếp cận với súng cao su rồi. Di chuyển lên khu đường trên và Zack có một pha này để hất ngược được Kin về. Kin bị bàn tay giữ lại và lên bảng đếm số sau một pha sốc sát thương rất nhanh bằng sốc điện của Z99. Dốn từ thần thẳng vào xạ thủ đối phương, phóng phi tiêu đánh tay liên tục, giật về với R2, tiếp tục xoay E và có mạng thứ hai dành cho Z99 cho tình huống này. Đức Quy lao lên đánh tay và Maokai cũng sắp gãy rồi. Xoay E hơi thiếu tầm một tí nhưng không sao, phóng phi tiêu dứt điểm và triple kill dành cho Z99 cùng với một mạng ở khu đường dưới đồng đội có được thì đã là 4 ma cùng liên tục dành cho bên phía team 2 với một thế trận nó có phần tương đối áp đảo. Vì ván này đồng đội cũng đánh hay nên là game nó có vẻ là dễ rồi anh em ơi. Có trụ dành cho Ezreal ở tại khu đường giữa. Đường trên thì Z99 đang hơi yếu máu nên chắc là không tham cái trụ này được, về thôi. 1.700 là nhiều tiền rồi. Về nhà đóng gươm thức thời ở đồ 2 và thêm một thanh trường kiếm nữa. Bắt được Kin và bắt được thêm cả một con Midfountain. Đầu tiên là dứt điểm Kin mà không cần đến dấu tử thần, sau đó thì dứt điểm Midfountain bằng dấu tử thần phía sau. Ván này thì bot đánh cũng hay, top cũng có một ông tank đánh hay mà rừng thì con brand của Geju cũng đang rất là chất lượng nữa. Lên khu đường trên với chiêu cuối sắp hồi nhưng mà Kin chỉ reset nhanh tân lính và rút lui thôi. Chưa có cơ hội để Z99 có thể bắt được Kin. Và với hai đồ sát lực thực ra là mình nghĩ là có thể áp sát và dứt điểm những xạ thủ đối phương rất là dễ rồi. Kể cả là Smolder đi top thì thường nó sẽ có xu hướng lên rất là nhiều đồ máu. Ví dụ các bạn thấy là Kin hiện tại đang có khoảng chừng 2.000 máu hơn với một cây Sojin. Dồn tử thần bớt luôn. Dồn tử thần giật ngược trở lại. Đức Quy nhưng Đức Quy hơi fail rồi. Bị bắn bởi Kin và lên bảng đếm số. Một pha xử lý có phải là hơi fail tới từ Z99. Trượt phi tiêu hơi nhiều. Băng trụ thì băng trụ được, giết được vì có brand của Geju ở đây. Nhưng mà pha xử lý không đủ tốt tới từ Z99 để dứt điểm Kin trước khi mà Kin trả sát thương lại với thêm sát thương từ trụ nữa. Gần 1.000 sát thương từ trụ. Và không dùng được tốc biến, và rất di chuyển lạc và lên bảng nhưng mà Ezreal đang gỡ mạng tốt. Có thêm brand của Geju ở đây. Và ngay lập tức Vi phải tốc biến chạy, Maokai không có sát thương đe dọa. Cùng xem là món trang bị tiếp theo mà Z99 sẽ hướng tới là cái gì. Geju cũng đang có một con brand rất là xanh rồi. Đường đối phương thì cũng không có quá nhiều về khả năng chống chịu. Sát thương vật lý và sát thương phép đến từ đối bên phía team 2 nó đầy đủ cả. Zack đi top thực ra cũng là một con tướng nhiều sát thương phép anh em nhé. Pha này thì chưa cuối đã hồi rồi. Đánh hoa soi sáng nhưng mà không có bất kỳ thành viên đối phương xâm lăng vào khu vực rừng bùa đỏ của Geju. Nên là thôi lên top farm tiếp. Lên top đi Silent cùng với một con Echo thì thời điểm này giết nó trong một combo mình nghĩ là hơi khó đó. Đứt EQ, Echo chủ động va chạm luôn à. Rồi hai phi tiêu trúng, một tiền đề tốt để có thể đứt hai lên và dồn sát thương với giới tử thần. Nhưng quyết định là không. Quyết định là farm tân lính vừa rồi mà thôi. Đánh nhau cánh dưới bắt đầu diễn ra và đó là một tình huống mà Geju lên bảng đếm số sau loạt bão đạn của Midfountain. Bàn tay co giãn kéo được một thành viên đối phương về nhưng mà Zack cũng có vẻ là không đủ đam. Đã có mạng của Maokai dành cho Zack rồi. Và rớt đang bắn từ khu vực phía dưới hang rồng bắn lên. Echo thì đang tranh thủ đẩy một turn ở khu đường giữa trước khi tham chiến. Một pha đứt lên rồi sát thương nhưng chưa đủ tầm dồn tử thần. Dồn tử thần đã được dùng đến từ Z99 với thiêu đốt. Và đối phương bắt buộc phải giật về và sau đó thì lên bảng. Lưỡng giới đồng quy chưa kịp tạo giáp thì Echo đã bị sốc chết rồi. Quá nhiều sát thương. Tầm này Echo mà không có đồng hồ thì chiêu cuối cũng không đủ để sống sót. Đặc biệt là khi con Z này nó có thiêu đốt. Nó đẩy thiêu đốt vào trước khi con Echo kịp giật chiêu cuối anh em ơi. Solo kill dành cho Ezreal support luôn rồi. Một tiếng quét sạch không chính thức khi nếu như tính cái mạng của Maokai thì đó là 5 mạng liên tục dành cho bên phía của team 2 cùng với dòng nguyên tố. Nhưng sau đó thì Maokai có mạng ngược trở lại của con Ezreal support. Z99 thì lên khu cánh trên tiếp tục đẩy lẻ.
Không biết là có ăn được cái trụ này hay không. À, ăn được rồi, trụ này ăn được trước đó rồi anh em ơi, sorry các bạn. Top rừng đối phương nó rất thọt anh em nhé, kin là 1-5 KDA. Nhưng mà ván này thì mình nghĩ là phải end game sớm nha. Ván này nên end game sớm. Do là phía bên kia có một cái đội hình cũng rất mạnh về dạng late game với hai xạ thủ, đặc biệt là con Smolder. Nó là con tướng mà bởi vì ván này là Smolder đi đường đơn đấy các bạn. Nó tăng kinh nghiệm và nó tăng theo cái lượng nội tại cũng rất nhanh. Với kèo đấu gặp một con tank đường trên thì kin tầm này cũng đã tích được. Tôi nghĩ là phải tầm 200 số rồi đó. Nên là áp lực có lẽ sẽ cần phải end game sớm trước khi mà kin có được những sức mạnh. Và đi top thì Smolder như các bạn thấy nó lên theo kiểu là găng tay băng giá cùng với cái Sojin. Nó vẫn có khả năng đẩy đường, nó vẫn có thêm khả năng chống chịu. Nhưng mà teamfight thời điểm này thì nó chưa khỏe nha anh em nhé. 200 số rồi này, kin đúng là đã có được khoảng chừng 200 số nội tại và sắp tiến hóa được quy lực 3. Về lượng sát thương đến từ kin thì chưa phải là quá nhiều, nhưng mà nó sẽ giả dích theo thời gian trong những pha teamfight đó. Nên là những pha teamfight thì nên đánh nhanh rút gọn. Và ván đấu này cũng nên kết thúc sớm thôi. Z99 thì vẫn đang có một lợi thế rất là lớn với một con Z8 mạ hạ gục. Và mặc dù là không có dịch chuyển nhưng mà vẫn farm rất tốt theo thời gian. Đứng giữa đánh nhau diễn ra và Ezreal bị bắt lẻ bởi tả xung hỗ đột đến từ Vi. Ezreal gãy với mạ cho kin. Z99 đang tạt từ khu vực đường trên xuống. Bất kỳ một pha xử lý sai lầm nào thời điểm này có thể dẫn tới một ván đấu kéo dài. Và kéo dài với Smolder thì nó không hay tí nào. Z99 áp sát được tiến sau và đó là mạng dành cho Varus. Mid-Fulton cũng có mạng của Geju đúp EQ lao lên nhưng đối phương còn chiêu cuối Echo hồi máu lại được. Còn Z99 quyết định êm thẳng vào người của Smolder trong tay của kin. Và đã có mạng của kin trong tình huống này. Dính bắn 1-2 mất khoảng chừng 400 máu, rắc súng cao su lao vào, bàn tay co giãn trượt mất rồi. Đức Quy nhưng mà sát thương đến từ một lượt phi tiêu đó là chưa đủ. Tiếp tục xoay e và sau đó thì phóng phi tiêu chết đường Mid-Fulton rồi. Nội tại phân bào đang bị bóc đi bởi đối phương và Z99 đang cố gắng cover. Nhưng hồi sinh được với phân bào thì Zac cũng đã bị hạ gục ngay sau đó. Cùng ánh sáng từ xa nó không trúng bất kỳ một ai rồi. Echo lao lên tấn công nhưng xoay e kích Zac Việt đào và kích sốc điện, đó là một sai lầm đến từ vị trí của Echo. Khi quyết định lao lên solo với con Z này và sai lầm đó đã khiến Echo phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. 11 mạng hạ gục dành cho Z99 rồi. Một tiếng giao tranh mà vét được cực kỳ nhiều mạng dành cho Z99 với tổng cộng là 3 mạng. 2 mạng của hai xạ thủ đối phương và 1 mạng của một con Echo đã phạm phải một sai lầm khi quyết định giao tranh với con Z trong tình huống vừa rồi. Chiều cuối lại có dành cho Z99 nhưng mà không xử lý được. Không thể băng trụ được bởi vì đánh sát thủ mà gặp Maokai phía bên kia là cực kỳ khó chơi. Vừa rồi là một tình huống giao tranh diễn ra mà Z99 xuống không phải là quá nhanh do là không có dịch chuyển. Nhưng vẫn kịp để có được 3 mạng và cầm 2.001 tiền rồi. Về nhà đóng mãng xà kích, một trang bị sát lực hiện tại dành cho cực kỳ nhiều con tướng sát thủ tại mùa 14. Các bạn thấy là Aatrox đường trên cũng lên. Những con như kiểu là Khazix Rengar cũng lên mà Kane Assassin cũng lên. Mình cảm giác là bất kỳ con sát thủ sát thương vật lý thời điểm này đều có thể lên được trang bị này. Rồi, quyết định ép Baron à. Ép Baron thì Z99 sẽ là người đứng để đánh chặn và không cho con Smolder của kin di chuyển ra. Nhưng mà rừng đối phương vẫn di chuyển ra được nha. Kin di chuyển vào bụi cỏ, có mắt kiểm soát và kin ngay lập tức dùng E để rút lui Mid-Fulton phase check rồi. Một pha đúp R rất nhanh và sau đó thì đúp 2 phóng phi tiêu, còn cái R2 không cần dùng. Một mạng cho Z99. Hồi chiêu W lại có giật ngược trở lại với R2 và đúp EQ rồi sát thương vào kin. Sau đó giật đúp đi ra. Trước đó là một tiếng đúp lên phía bên trên và sau đó thì đúp quy thành công, sát thương là chưa đủ. Vẫn có mạng với tình huống thiêu đốt và kích được thành công cái mãng xà kích để lấy mạng của Vi trong lúc mà quy của Vi đang được niệm. Và thế là quy của Vi trên đường bay là đi luôn anh em nhá. Mạng thứ 13 rồi, nhớ ra 99 rồi. Xử lý biến ảo khôn lường với những pha W. Ác đạn. Không công nhận là những boy on charm Z hàng đầu họ xử lý Z trong team pha nhìn mát mắt đó anh em. Cái sự khác biệt của những boy on charm thách đấu và những boy on charm ở mức rank thấp á là ăn nhau ở khả năng xử lý giai đoạn team pha á. Còn đi đường thì những boy on charm tầm kim cương là người ta đã xử lý kỹ năng rất là ghê rồi. Nhưng mà để lên được tầm cao thủ và đại cao thủ thì nó phải hơn nhau ở chỗ là xử lý trong team pha như thế nào nữa. Bởi vì đi đường thì đi kèo 1-1 thì các bạn có thể tính được những cái biến số nó có thể diễn ra. Và trong team fight với 10 người cùng xuất hiện thì có rất là nhiều biến số.
nên là nó sẽ cần đến cái lượng kinh nghiệm, cần đến kinh nghiệm xử lý trong team fight để các bạn có thể bước lên tạo sự khác biệt so với các Boban Champ khác và lên được mức rank cao hơn so với người ta. Quay trở lại ván đấu thì đang có một tình huống cạnh tranh nhau ở tại con rồng nguyên tố này. Và thời điểm này thì ZGC đã cấp độ 16 rất là sớm rồi. Một pha la vào và lượng sát thương one shot thành công đối phương tới từ Echo ạ. Nhưng Mid Fortune là người last hit được cái mạng vừa rồi. Maokai yếu, Maokai lên bảng, mạng dành cho Brand của Geju. Đang tìm kiếm nhắm tới hai xạ thủ đối phương đúp EQ. Sau đó đúp 2 lao lên rồi sát thương với dấu tử thần. Mid Fortune gồng chiêu cuối trước khi lên bảng chắc chắn là chết rồi. Phóng phi tiêu last hit được cái mạng vừa rồi dành cho Z99. Sau đó thì lại là một pha lao sang đến từ Echo. Bỏ qua Echo để tấn công nhắm tới vị trí tuyến sau đối phương. Nhờ đối phương tốc biến chạy mất rồi. Kin không còn nhiều máu nha Kin ơi. Kin đang bị nắm lại bởi bàn tay co giãn và đó là mạng dành cho Z99. Nhưng pha này có vẻ là sẽ bị shut down chăng. Đồng đội backup cực kỳ kịp thời và Z99 vẫn sống với một chấm máu. Zack xử lý quá hay và lượng sát thương phụ thêm đến từ Zack cùng với Geju giúp cho các thành viên bên phía của team 2 thậm chí là có được cú quét sạch. Và có luôn rồng nguyên tố. 1.900 tiền đang cầm trên người và quyết định về nhà đóng dìu đen ở món trang bị thứ tư. Thêm 800 tiền thì mua cái gì đây? Mua một cái giáp lưới và chạy thẳng ra khu vực hang Baron sau khi đã có được cái linh hồn rồng. Con Z lúc này đang là đầu tàu về mặt sát thương rồi. Cực kỳ xanh xao với 16 mạng và 4 món trang bị hơn. Sau đó thì tình huống quét sạch vừa rồi dẫn tới một rồng nguyên tố và một con Baron cho bên phía team 2 nữa. Nó bắt đầu là một ván đấu chênh lệch nhiều và tổng kill bên phía team một lúc này đang được 19 mạng đúng không? Con Z này nó đã ăn tới 16 mạng rồi. Rất xanh rồi. Và tầm này là những xạ thủ tuyến sau của đối phương khóc thét anh em ạ. Một con Z gần này đồ nó áp sát vào những con như Mid Fortune hay là kể cả là một con Smolder lên kiểu găng tay băng giá và Sojin nhá. Nó vẫn có tỷ lệ nằm xuống cực kỳ cao. Rồi lúc này lại còn có thêm bùa xanh nữa. Có thêm hồi chiêu và hồi cả nội năng nữa. Đẩy đường với mã xà kích cũng là rất nhanh. Phía bên kia thì đối phương cũng bắt đầu phải lên nhiều kháng phép do là con Brand của Geju cũng khỏe rồi. Một pha dốn tử thần nhưng mà Vi gồng quy khá khéo. Đứp sang rồi sát thương vào Kin. Kin mất máu quá nhiều. Kin yếu máu bị thiêu đốt lên bản đếm số. Phía sau thì dốn tử thần cũng đã kết liễu thành công người chơi rừng đối phương. Quá nhiều sát thương anh em ơi. Maokai trên đường di chuyển xuống cũng bị Varus giữ chân lại và lên bản đếm số. Mid Fortune đang gồng chiêu cuối nhưng bắt buộc phải ngắt chiêu cuối để rút lui thôi. Trụ bắn có vẻ là hơi đau nhưng chưa đủ sát thương. Echo áp sát đứp e làm chậm đối phương, phóng phi tiêu giật xét đến từ linh hồn rồng làm Echo bị chậm một nhịp và sau đó thì Q đứp 2 bỏ chạy. Cú Q vừa rồi không trúng Echo nha, dối từ thần chưa hồi kịp, 5 giây nữa mới có. Sẽ là một pha đi bộ ra đứp e đối phương chiêu cuối, phóng phi tiêu và sau đó thì là một pha dối từ thần chăng. Dối từ thần xoay e và sau đó kết liễu đối phương trước khi đứp 2 rút lui vào bụi cỏ. Tiếp tục là mạng cho Z99, mạng thứ 19 gần 20 rồi. Đối phương thì có được một mạng của Varus. Nhưng trước đó thì đã bị mất quá nhiều mạng. Và đây là một tình huống mà Mid Fortune đang di chuyển lang thang đi đâu đó. Quyết định về đóng găng tay băng giá và mua dược phẩm vì biết rằng Mid Fortune sẽ phải lên bảng mà thôi. Mạng dành cho Brand của Geju. Z găng tay băng giá à? Đồ cuối tôi tưởng là đồ kiểu sát lực cộng thêm. Nhưng mà trong kho đồ của Z99 ván này chỉ có một đồ sát lực thôi anh em nhé. À nhầm, hai đồ chứ. Là gươm thức thời cùng với cái mãng xà kích. Nguyệt đao thì không phải là một trang bị cộng sát lực. Rồi lao lên tấn công đối phương. Vi đang ăn cua chiêu chiêu thì bị bắt lại bởi con Z cấp độ 18. Cấp 13 đến cấp 18 chỉ có thể chạy mà thôi. Thậm chí pha này không cần dùng đến cái dốn tử thần và vẫn có mạng. Thậm chí đó là mạng tính là solo kill anh em ạ. Một mình con Z này ăn 20 mạng rồi. Cái gì đấy? Bán tốc biến à? Tưởng bên kia FF nhưng mà nhìn lại thì bên kia chưa FF, đã thấy con Z này tốc biến rồi. Echo giật ngược trở lại với cú chiêu cuối để hồi máu và sau đó thành mạng rồi cho Z99. Tầm này đam quá to rồi, ké thoải mái luôn. Rác bơi vào hơi sâu bị Maokai giữ chân lại trong trụ. Chiêu cuối từ Maokai nhưng Z99 không dính chiêu cuối Maokai, lao lên tấn công với dấu tử thần. Mạng có rồi Z99, thậm chí đó là hai mạng. Đức Quy hơi chiêu rồi, bắt buộc phải giật ra một nhịp. Một tình huống dấu tử thần người này rồi sát thương người kia. Người bị dính dấu tử thần cũng chết mà người kia cũng chết. Một pha đứt lao lên Quy trượt nhưng mà xoay e đánh tay cùng với mã xà kích thì không trượt, nhưng mà mạng cuối cùng đó thuộc về cho Brand của Geju. 23 mà hạ gục sau 28 phút tại rank thách đấu Hàn dành cho Z99 với một ván đấu vét mạng cực kỳ ghê. Vì đam to nên vét mạng cũng dễ. Ván này acid có 3 mạng anh em, còn đâu là ăn được hết.
Ok. Mà ăn được gánh được nha, ăn được phải gánh được nha, ăn được và triển khai sát thương được, gánh team được. Nào cùng xem cái lượng sát thương cuối game xem là giáo án này thì Jack99 sẽ có được bao nhiêu đam nào. Tôi nghĩ sẽ là một lượng đam per min rất là khủng khiếp, phải tầm 1.500.000 trở lên. Nào được tầm 45.000 đam không? 47.000 đam anh em nhé, trên 1.500 đam per min rồi. Phía bên kia thì Kin mặc dù là đánh con Smolder không được xanh lắm nhưng mà cũng có tới 37.000 đam. Chắc là cái lượng đam này nó vào cái lượng chống chịu của rác này khá là nhiều anh em ạ. Nên là mới có con số tầm 37.000 này thôi. Còn 47.000 này nó cũng là lượng sát thương rất là lớn vào tiếng sau đối phương anh em nhé. Một ván đấu mà Z99 đã thể hiện khả năng vét mạng rất là tốt. Và có được một lượng sát thương là 47.000, thể hiện khả năng gánh team cực kỳ khét. Với một cái lối chơi mà thực ra là ván này do là xanh quá nên mới lên găng tay băng giá thôi anh em ạ. Còn mình cảm giác là đồ cuối thì Z99 hoàn toàn có thể hướng tới những món trang bị sát lực khác. Có rất là nhiều trang bị sát lực ngon ở tại mùa này cho Z. Nhưng mà vì quá xanh nên là lên găng tay băng giá cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới khả năng xuất sát thương của ván đấu này. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một cái preview của Z99 với một game đấu farm mạng tại Rank Thách đấu. Hẹn gặp lại anh em vào những dự án khác trên kênh Văn Tùng anh em nhá. Bye bye.